Trời đất ơi, cái bọn cừu kia, mau chóng đứng lại coi. Bọn mi đó hả, cứ chạy nhông 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 như vậy thì làm sao ta có thể cắt lông cừu được cơ chứ? Hời, lâu lắm rồi đó hả mới về lại ngôi làng, mà bây giờ mình cần lông cừu để mình xây nhà mình làm việc các bạn ơi. Vậy mà bây giờ đó nha, cái bọn cừu này cứ chạy lông nhông liên tục, không cho mình cắt lông cừu tí nào hết á. Mệt mỏi thiệt sự luôn à. Khổ ghê, đứng yên đi, để ta cắt lông cừu cho bọn mi nha. Ta hiện tại là bây giờ hả đang rất rất là cần lông cừu luôn. Rồi rồi rồi, lẹ 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 coi, mấy con cừu này thiệt sự luôn à. Rồi cắt lông cừu tiếp nào, cắt hết lông cừu luôn. Ok, hiện tại mình thấy đó nha là mình đang có tới tận bao nhiêu lông cừu đây nhỉ? 25 rồi các bạn ơi. Và ok, 28 lông cừu. Mình nghĩ rằng đó nha là với số lượng lông cừu như thế này, mình trở về nhà của mình á là mình sẽ có thể gọi là làm được rất là nhiều thứ luôn đó các bạn. Được rồi, bây giờ mau sống quay về lại ngôi nhà, quay trở về lại ngôi làng của mình thôi. Mình đã rời khỏi ngôi làng của mình 2-3 ngày rồi các bạn ạ. Mình đã không có đi về nhà luôn á. Cho nên là bây giờ mình đã mau chóng quay về. Mình thấy là trời cũng tối rồi nè. Mình đã dự định ngày hôm nay đó nha là mình sẽ đi cắt lông cừu, cắt từ sáng tới tối luôn á, để kiếm được thiệt là nhiều lông cừu luôn. Và sau đó á, là mình sẽ quay về nhà để mình làm việc đó các bạn. Bây giờ gần tối rồi, mau chóng về nhà thôi nào. Nhưng mà, ủa, từ từ nha. Mình thấy ở trước nhà của mình, trước cái ngôi làng của mình, ngay tại cảng biển các bạn ạ, có một cái bảng thông báo. Thì nếu như đó nha mà có bản thông báo á, mọi chuyện cũng là bình thường thôi. Bởi vì trước khi mình rời khỏi ngôi làng của mình á là mình thấy có bản thông báo rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay mình thấy khá là kỳ lạ, đó chính là tại sao trên bản thông báo lại có những cái biển được ghi những dòng chữ khá là khó hiểu và kỳ lạ các bạn ơi. Ai ghi vậy nhỉ? Mình không thấy ai đó. Mà từ từ đi, để mình đọc thử cái đã. Skibidi bóp bóp yes. Rồi skibidi bóp bóp deep deep. Rồi ở đây là Skibidi, rồi một đống những cái mật khẩu mật mã mình chả hiểu luôn các bạn ơi. Ủa là sao ta? Mà từ từ, những cái dòng chữ như là Skibidi bóp bóp rồi Skibidi bóp deep deep này á, mình thấy khá là quen quen. Hình như cái này là trong từ cái Skibidi toilet mà ra đúng không ta? Ủa, nhưng mà tại sao tự nhiên ngày hôm nay ngôi làng của mình lại ghi những dòng chữ như thế này nhỉ? Mình thật sự không hiểu luôn á. Thôi được rồi, chắc là tạm thời bây giờ mình sẽ thử quay vô trong ngôi làng thử coi, để kiếm thử xem đó nha là liệu có các dân làng nào hay là không, để mình hỏi ra chuyện các bạn ơi. Chứ thiệt sự hiện tại đó nha là mình không hiểu gì cả luôn á. Tại sao ở trước cái cảng biển trong ngôi làng mình ngày hôm nay lại có ai đó ghi dòng chữ Skibidi bóp bóp với các bạn? Khó hiểu thiệt sự luôn à. Thôi kệ đi, được rồi, để giờ mình thử tiếp tục đi vòng vòng thử xem thôi nha, là có tìm được dân làng nào hay không, để mình hỏi chuyện thử các bạn ạ. Chứ mình thấy khó hiểu quá. Sao mà hiện giờ mình không hề thấy một ông dân làng nào vậy cả ta? Khó hiểu ghê luôn á. Ủa, từ từ, có các dân làng này các bạn ơi. Nhưng mà tại sao các dân làng lại không chịu ra ngoài mà lại ở trong nhà? Rồi sao tự nhiên hình như là bốn ông dân làng này đó các bạn đang nhìn chằm chằm vào một cái khoảng không màu đen trên tường. Mà từ từ để mình nhớ nha, hình như hồi xưa cái nơi này nè đã từng là một cái nơi chứa đoạn video ác quỷ về Khứa Áo Xanh. Vậy thì có khi nào ngày hôm nay các ông dân làng này đang tiếp tục coi tiếp cái đoạn băng Khứa Áo Xanh không ta? Mình nghi ngờ lắm luôn á. Thử coi. Và ủa, cái quái quỷ gì đây các bạn coi nè, nhìn nè. Sao tự nhiên bây giờ tất cả các ông dân làng đấy nha, mắt của các ông ấy đều trắng giả vậy? Ủa làng sao vậy trời? Các ông dân làng ơi, các ông dân làng có sao không vậy các ông dân làng? Skibidi bóp bóp Skibidi bóp bóp Skibidi bóp bóp làng sao trời? Ủa cái gì vậy? Tại sao ông như làng nào đó hả cũng là toàn là nói câu Skibidi bóp bóp vậy ta? Các bạn ơi, các bạn có biết đó hả là ông nhân làng trong ngôi làng của mình ngày hôm nay bị gì không vậy? Chứ mình thiệt sự nữa nha, mình không hiểu gì luôn á. Làng sao vậy trời? Skibidi bóp bóp trời đất ơi, các ông nhân làng ạ. Thật sự đó nha, là các ông nhân làng đó hả đang bị gì vậy? Mau câm họng đi hả, cái gì vậy trời? Các bạn ơi coi kìa, ông nhân làng này đấy nha, nói chuyện dữ tợn ghê luôn á. Nói mình rằng nó nha là mau câm họng đi nè các bạn. Hỏi cái gì mà hỏi, câm cái họng lại và mau chóng ngồi coi đoạn video hôm nay đi. Hả? Làm sao? Cái gì vậy trời? Không hiểu luôn á. Skibidi bóp bóp nữa các bạn à. Trời đất ơi, mà công nhận nó nha, cái ông nhân làng này đó hả nói chuyện dữ dằn ghê luôn á. Câm cái họng lại và mau chóng ngồi coi đoạn video hôm nay đi. Ghê thiệt sự các bạn ơi, dữ ghê luôn á. Thôi được rồi, vậy thì chắc là bây giờ mình sẽ thử ngồi coi xem cái đoạn video này như thế nào nha các bạn. Chúng ta cùng nhau coi thử nữa các bạn ơi. Rồi à, không biết như thế nào đây, ghê thiệt sự luôn à. Ôi các bạn ơi, đoạn video bắt đầu rồi các bạn. Nhưng mà hình như á,
là cái đoạn video này đó các bạn ơi, là tập thứ 34 của Skibidi Toilet hay sao đó các bạn ạ. Tập này đó nha, là đó hả, có một con toilet ký sinh trùng đã ký sinh vào cái người của cái anh cameraman này. Và sau đó đó nha, là các anh cameraman khác đã cùng nhau á hả, gọi là lấy con ký sinh trùng ra. Và ở đây mình thấy đó nha, là còn có cả anh Speakerman nữa đó các bạn. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay đó hả, lại chiếu đoạn video này ta, làm sao nhỉ? Mà rõ ràng đó nha, mà chúng ta nhìn kỹ đó các bạn ơi, nè 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 đó, anh Speakerman nè đang cầm con ký sinh trùng đó các bạn. Và ở khúc cuối là các bạn thấy không, anh cameraman này về lại bình thường nè. Rồi sau đó đó nha là còn hả like nhau các bạn ạ, bấm like cho mình đó các bạn ơi, kiểu kiểu như vậy đó. Nhưng mà rõ ràng luôn á, nếu như chúng ta nhìn kỹ các bạn ạ, thì đây đó hả chỉ hoàn toàn là một video bình thường mà thôi. Thì nếu như đây là một video bình thường á, tại sao các ông nhân làng này lại trở nên khùng điên như vậy các bạn? Mình thật sự không thể tài nào hiểu nổi luôn, cái quái quỷ gì vậy trời. Vậy là sao ta? Mình thấy là cái video này rất là bình thường luôn, bấm like rồi các kiểu nè các bạn, rồi còn giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, rồi có Speakerman là mạnh quá trời luôn nè. Vậy thì tất cả mọi chuyện là sao nhỉ? Chắc là bây giờ đó nha, mình nghĩ rằng là mình nên về nhà này các bạn ạ. Chắc có thể đó hả là do các ông nhân làng này là bị nghiện Skibidi Toilet quá nhiều thôi, cho nên các ông ấy đó hả mới trở nên gọi là coi nhiều quá, thức đêm các bạn ơi, mắt mới trắng giả như vậy đó. Mình tin là như vậy đó các bạn. Thôi về nhà nào, đi về nhà đi các bạn ơi. Chắc chắn đó nha, 100% đó hả, các ông nhân làng này nè đang bị gọi là kiểu như gọi là nhiễm phim ảo phim nhiều quá các bạn. Chơi YouTube quá 180 phút đó mình cá luôn. Và hả, ông dân làng này hình như hồi nãy khi mình về lại ngôi làng của mình, rõ ràng là mình đâu có thấy ổng đâu ta. Sao tự nhiên bây giờ là có thêm ông dân làng mắt trắng xuyên trước nhà mình vậy? Ủa ông dân làng ơi, ông bị gì vậy? Skibidi burp burp yes yes yes. Skibidi burp burp deep deep. Rồi ba chấm các bạn ơi. Rồi trời đất ơi các bạn ạ. Ông dân làng này nè, cũng là một con nghiện Skibidi Toilet các bạn ạ. Cái quái quỷ gì vậy? Sao tự nhiên bây giờ ngôi làng của mình ai ai cũng nghiện Skibidi Toilet vậy trời? Mà còn chưa kể nữa, coi đoạn video đó quá nhiều, coi 180 phút các bạn ơi, cho nên hóa điên hết luôn rồi. Am kêu toilet to gì luôn á, khổ ghê các bạn ạ, thật sự khó hiểu luôn á nha. Thôi được rồi, ông dân làng ơi, tôi nghĩ đó là ông nên mau chóng đi về nhà đi, chứ ông mà ngồi coi phim nhiều quá là không tốt cho mắt đâu. Thứ nhất là mắt ông trắng giả rồi kìa, rồi thứ hai nữa là không hề tốt cho sức khỏe đâu. Mau chóng về nhà nghỉ đi, tôi đi vô nhà á nha. Các bạn ạ, riết rồi đó nha, cái làng của mình trở nên khùng điên kiểu gì luôn á. Lâu lâu mới về lại làng á hả, mà cái làng của mình làm mình khó hiểu quá à. Mà, ủa, từ từ, wait a minute, tại sao ở trong ngôi nhà của mình lại có một cái rương đồ vậy nhỉ? Mình đang bắt đầu dần dần thấy có gì đó không ổn ở đây. Nếu như mà người ta muốn đưa thư cho mình đó nha, thì thông thường hả là sẽ đặt cái gương trước nhà của mình để mình ra mình mở. Tại sao ngày hôm nay cái rương đồ này lại nằm giữa nhà mình? Và bây giờ mở rương đồ ra, bên trong đó có một bức thư. Là sao nhỉ? Nếu như người cho mình đó hả, đặt ngoài đường mà ta, tại sao hôm nay là hả, phải đặt ở trong nhà là sao? Thôi 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 được rồi các bạn ơi, để mình lên lầu mình đọc cho nó riêng tư các bạn, chứ không thôi mất công hả, có người ta nghe là chết mình luôn á. Cây SD này, cho dù ngươi có làm bất cứ chuyện gì thì làm ơn đừng xem đoạn video trong làng chúng ta hôm nay nhé. Đoạn video nào nhỉ? Hay có khi nào là đoạn video video toilet không ta? Thôi kệ đi, để mình đọc tiếp. Bởi vì nếu ngươi xem thì ta không chắc ngươi có giữ được cái đầu óc tỉnh táo hay là không, hoặc có khi ngươi sẽ bị giết chết. Trong làng chúng ta gần đây có kẻ nào đó đã đặt một đoạn video bí ẩn ngay trong làng, và đoạn video đó đã cuốn hút tất cả mọi dân làng tới xem, và giống như họ bị tẩy não vậy. Sau khi họ xem đoạn video xong, họ sẽ hóa điên và cứ liên tục ngân nga cái câu Skibidi bóp 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 với chết chết các bạn ạ. Kinh dị nhất là vào 3 giờ sáng, thì đoạn video đó còn biến dạng kinh khủng hơn nữa. Ta điều tra được thì có vẻ như một tên áo trắng rất cao đã đặt đoạn video đó trong làng để tẩy não dân làng. Vì vậy KSD, đừng bao giờ xem đoạn video, và nếu như ngươi đã vô tình xem thì ta muốn ngươi buộc phải xem đoạn video đó vào lúc 3 giờ sáng và tiêu diệt kẻ cầm đầu. Người gửi thư là ông già làng. Hả? Cái gì vậy? Vậy thì nếu như đấy nha, chúng ta dựa tất cả mọi thứ vào cái đoạn thư của ông già làng gửi cho mình, thì có hiểu được rằng các bạn ơi, tất cả các dân làng kia đã bị một tên ác quỷ xấu xa tẩy não. Và bất cứ ai luôn đó nha mà xem đoạn video Skibidi Toilet ở trong Minecraft đó nha, cũng đều sẽ bị tẩy não và hóa điên. Vậy là bây giờ đó hả, mình cũng sẽ có nguy cơ trở thành một tên điên đó các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ mà vô tình mình lỡ xem rồi, và rất có thể đó nha là kẻ chủ mưu vẫn còn trong ngôi làng của mình,
Cho nên chắc là bây giờ đó nha, dù gì lỡ xem một các bạn ơi, nãy không các bạn coi nè. Vì vậy KSD đừng bao giờ xem đoạn video. Và nếu như vô tình xem đó nha, thì mình sẽ phải xem lúc 3 giờ sáng luôn. Và sau đó mình sẽ tiêu diệt cái gầm đầu. Được rồi các bạn, dù gì đó nha, mình cũng lỡ xem rồi. Cho nên là bây giờ đó hả, mình sẽ bắt đầu chờ đợi tới 3 giờ sáng và coi thử xem là liệu các bạn ơi, cái đoạn video đó có đổi thay hay khác biệt gì hay là không nha. Được rồi, bây giờ hãy cùng nhau chờ tới 3 giờ sáng nào. Ok các bạn ơi, thì bây giờ đó nha, mình nhìn ra ngoài cửa sổ đó hả, thì thấy á là vị trí của mặt trăng hiện tại đó nha, chắc là rơi vào khoảng 2 giờ 55 phút sáng, nghĩa là gần 3 giờ sáng rồi các bạn ạ. Mà khi gần tới 3 giờ sáng á là chúng ta cần sẽ phải tới cái nhà mà hồi nãy có đoạn video Skibidi Toilet bí ẩn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau coi thử đó nha, là liệu đoạn video Skibidi Toilet lúc 3 giờ sáng có gì khác biệt so với lại lúc buổi sáng nha các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ xuống dưới nhà nào, mở cửa ra thôi. Và hả, từ cái gì đây, từ các bạn coi nhìn kìa các bạn. Ủa, đây là cái ông dân làng buổi sáng mà hồi sáng mình nói chuyện mà. Tại sao bây giờ là buổi tối các bạn ơi? 3 giờ sáng, gần 3 giờ sáng tới nơi rồi. Bây giờ ở nhà mặt của ông ta, rồi bộ đồ màu đen các bạn. Ủa, ông bị gì vậy? Và trước khi đến nhà mà ông chạy tới cho mình các bạn ạ, ông còn nói rằng đó hả là Skibidi bóp 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 yes các bạn ạ. Trời ơi, nhìn ghê quá à. Đây có khi nào đó nha, chính là di chứng của việc đó hả, coi đoạn video Skibidi Toilet lúc 3 giờ sáng không ta. Mình nghĩ như vậy các bạn ơi. Rồi từ từ, để mình đi về ông ta các bạn ơi. Tôi về ông nhân làng này coi. Trời ơi, một ông dân làng quỷ, nhìn sợ thiệt sự luôn á. Ôi, bây giờ đó hả, mình rất là sợ luôn. Mình còn không dám á hả, không dám tới chỗ đoạn video bí ẩn luôn á. Mình sợ rằng đó nha, là các ông dân làng kia cũng bị biến hình hoàn toàn, là mình chết ngắt luôn đó các bạn. Mà thôi kệ, được rồi, bây giờ để mình từ từ mình lại coi xem như thế nào nha. Nếu như toàn bộ các ông dân làng này bị biến hình đó hả, thì mình sẽ không coi đâu. Mà nếu như mà biến hình rồi đó hả, thì hả là mình sẽ, nói chung là mình sẽ bỏ chạy các bạn ạ. Chưa bị biến hình đúng không, thì còn coi nha. Mà biến hình rồi là bỏ chạy liền. Và có vẻ như đó nha, là các ông dân làng này vẫn chưa hề bị biến hình. Được rồi các bạn ạ, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nào. Mình sẽ đứng ở đây đó nha, và hãy cùng nhau chờ đợi các bạn ạ. Coi thử xem là khi đoạn video này được phát sóng lúc 3 giờ sáng, chuyện gì sẽ diễn ra. Các bạn ơi, hình như các bạn ạ, coi nè, đoạn video đã bắt đầu các bạn ơi. Và đây cũng là một cái khung cảnh y như hồi sáng luôn, không hề khác biệt một cái gì hết đó. Giống như sáng các bạn ạ, cũng là cảnh canh cameraman lấy con ký sinh trùng ra, và Speakerman cầm con ký sinh trùng lên. Ủa cái gì vậy? Từ từ, các bạn thấy gì không các bạn ơi? Sao tự nhiên bây giờ là hồi nãy đó nha, có hình, ôi, what the hell, đây là con, cái này là con toilet ký sinh trùng mà. Thì sao bây giờ lại xuất hiện vậy? What the fuck, cái gì đây? Các bạn ơi, nhìn đi các bạn. What the, thật là ác, cái quái quỷ các bạn ơi. Sao tự nhiên đoạn video lúc 3 giờ sáng nó biến hình ghê, và các bạn nhìn kìa. What the hell luôn á. Chữ hết các bạn ạ, à. Từ từ, bây giờ nha, chúng ta hãy cùng nhau coi lại thêm lần nữa nè. Đó, Speakerman đi vào, à không, Cameraman đi vào các bạn ơi, và được lấy con ký sinh trùng ra khỏi người. Và sau đó đó nha, là Speakerman sẽ cầm cái con ký sinh trùng lên, và sau đó mặt quỷ hiện lên rồi là Covid máu, không là máu các bạn ạ. À. Và sau đó các bạn nhìn nè các bạn ạ, à. What the hell, ôi tại sao bây giờ đoạn băng được tiếp tục mà hình ký sinh trùng ở đây các bạn ơi, rồi ký sinh trùng thật sự xuất hiện nè. Con quỷ các bạn ơi, what the hell, cái quái quỷ gì vậy? Trời đất ơi các bạn ơi, kìa các bạn ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy, từ từ, chạy lại các bạn ơi, cái gì vậy, có này nhìn kìa. Tự nhiên bây giờ đó nha, bố ông dân làng các bạn ơi, bố ông làng bị hành ác quỷ hết rồi. Mà bây giờ á nha, các bạn ạ, mình mới thật sự để ý nha. Các bạn có thấy không, hồi nãy á, mình nhìn mình ngỡ rồi. Bây giờ đó nha, khuôn mặt của tất cả các ông dân làng ác quỷ á, đều nhìn giống y như là một con Skibidi Toilet ký sinh trùng vậy đó các bạn. Cái what the hell, quái quỷ gì vậy trời. Bây giờ mấy ông nó mất tiêu hết rồi. Từ từ, mình xuống mình coi thử rồi. Trời ơi, các bạn coi, người công nhân làng này đang nhìn, đang coi phim đó các bạn ơi. Rồi ok, về để mình giết từng ông các bạn ạ. Về để mình giết từng ông. Ôi, còn ba ông nữa các bạn ơi. Ôi, con quỷ ký sinh trùng nhìn ghê quá à. Đây, ok, trời ơi, nhìn con ông nào cũng y như ký sinh trùng các bạn ơi. Nè, toilet ký sinh trùng này là toilet ký sinh trùng này, chết đi. Ok, nó trời mạnh quá vậy. Từ coi, rồi ok các bạn ơi. Hay quá. Mình đã kịp tiêu diệt các ông hạ dân làng ác quỷ rồi các bạn. Trời đất ơi, mình không tin được luôn á. Coi đoạn video Skibidi Toilet ác quỷ lúc 3 giờ sáng đã biến các ông dân làng ác quỷ hết rồi các bạn ơi, ghê quá à. Được rồi, bây giờ mình tin rằng các bạn ơi,
Nhiệm vụ của mình đó nha chính là bây giờ mình sẽ bước vào trong nhà và mình sẽ thử tập bể cái đạn video này. Mình sẽ phá đạn video các bạn ơi, để không cho người biết là ác quỷ được nữa đó. Đúng rồi đó. Được rồi, mau vô phá cái video các bạn ơi. Phá thôi nào. Cái gì vậy? What the? Tại sao tự dưng trong nhà lại xuất hiện speaker man SE vậy các bạn? What the heck, cái quái quỷ gì vậy? Và speaker man đã ngăn chặn mình trong việc mình phá đạn video và bây giờ mình không hồi sinh được nữa. Đây là cái giá phải trả khi coi đoạn Skinny Toilet lúc 3 giờ sáng sao? Oh no! Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện về việc lý do vì sao mà các bạn không bao giờ nên xem đoạn băng Skinny Toilet ác quỷ vào lúc 3 giờ sáng trong Minecraft. Bởi vì các bạn ơi, 3 giờ sáng chính là một cái giờ giấc cực kỳ kinh khủng. Giờ giấc ấy hội tụ những con ác quỷ. Và dường như mình được nghe mọi người nói rằng 3 giờ sáng chính là thời gian mà cánh cổng địa ngục được mở ra để tất cả các linh hồn có thể đi đi lại lại trên mặt đất. Và cũng bởi vì vậy, các linh hồn ấy đã ám vào cái đoạn video Skibidi Toilet ác quỷ và con quái vật ký sinh trùng toilet đó đã thật sự xuất hiện. Nó đã biến các dân làng thành dân làng ác quỷ, khuôn mặt của họ nhìn y như là ký sinh trùng toilet vậy. Và điều kinh dị hơn nữa đó chính là nó đã biến Speakerman trở thành người xấu, trở thành thực thể Speakerman.ese và giết chết mình. Vì vậy các bạn ơi, đừng bao giờ coi đoạn băng Skibidi Toilet vào lúc 3 giờ sáng nhé. Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây trong ngày hôm nay. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi tới đây rồi nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. I'm falling, I'ma keep on falling.